Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay với lại kênh của mình. Thì hôm nay là ngày ngày 18 tháng chạp âm lịch nha các bạn. Thì hôm nay thì mình tới cái bưu điện xã An Mỹ để mình nhận cái mã pin. Thì ngày hôm nay là đúng là một cái ngày mà thật sự mình nói cực kỳ là may mắn các bạn ơi. Nhưng mà cái mã pin này thì họ không có giao tới nhà các bạn, mà mình tìm cách mình liên lạc về cái bưu điện là các bạn, cái bưu điện xã nha các bạn. Cái bưu điện xã thì bây giờ thì nó hơi đơn sơ các bạn ơi, tại vì thư báo rồi này kia thì bây giờ người ta gửi qua những cái bên shipper người ta giao không à, cho nên là về cái vấn đề mà giao tới chỗ thì cũng thư từ bây giờ thì nói chung cũng hơi khó các bạn. Thì mình chủ động mình liên hệ với cái bưu điện xã An Mỹ các bạn ơi. Thì hồi sáng bên đây thì họ có gọi điện báo với mình là có cái mã pin về rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô đây mình kiếm nó có không nha các bạn. Thì mình vô. Thì mình vô mình lấy thì cái chị nhân viên đó chỉ nói đợi mình đợi một lát nha các bạn. Mình đợi một lát tại vì thư này thư có chứng từ cho nên là chỉ phải làm một cái thủ tục gì đó. Trong cái phút mà chờ đợi như thế này thì thật sự mà nói nó cực kỳ là hạnh phúc các bạn ơi. Thì cho đến ngày hôm nay thì về cái vấn đề trong kênh của mình thì ngày hôm nay đúng là một cái sự đợi chờ là hạnh phúc các bạn ơi. Mình đang hồi hộp quá. Vậy là ăn cặp giống gì luôn đó ha chứ. Đúng vậy, đúng giống vậy luôn á. Vậy ha. Cái này là bên phần Google Send gửi cho em á. Đúng rồi, cái người kia người ta cũng chủ động đi tìm chứ cũng đâu có biết đâu. Dạ. Rồi cái bắt đầu ban nhân liên hệ ban nhân ấp là mấy người cái người đó bên ban nhân ấp người ta chưa trả lời nữa thì Dạ. người kia chủ động liên lạc lại rồi. Dạ, rồi vậy em cảm ơn nhiều. Dạ Em có điện thoại thử chưa? dạ. Rồi các bạn ơi. Thì cuối cùng thì mình cũng nhận được cái thư này rồi các bạn thấy không, cuối cùng thì mình cũng đã nhận được rồi nè các bạn ơi. Thì cái tên của mình nha các bạn, Phạm Hoàng Tuấn nè, ấp Trường Thọ xã An Mỹ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng. Thì nói chung thì cái thư này, cái thư này thì nó khó một cái như thế này các bạn. Mình thì mình ở là ấp Trường Thọ xã An Mỹ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng, là nằm trong cái bằng lái xe của mình các bạn. Mà bây giờ thì mình về mình sống tại ấp An Định huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng, cho nên là về cái vấn đề đó thì cái thư này nó rất là dễ bị lạc các bạn ơi. Thì hôm nay mình làm cái video như thế này thì nói chung mình gặp rất là nhiều khó khăn thì mình nhận được cái mã pin này. Thì mình muốn làm một cái video như thế này để các anh em nào muốn làm bên YouTube này, thì sau này nếu mà gặp cái vấn đề mà khó khăn hoặc là rắc rối như thế này thì hãy là làm theo cái cách của mình. Thì khi mà các bạn xác minh danh tính về cái bên Google Sen thì các bạn phải tìm mọi cách để mà các bạn liên hệ với cái địa chỉ mà các bạn xác minh để mà cho bên kia người ta liên hệ với mình được sớm nha các bạn nha. Thì hồi nãy thì nghe cái chị nhân viên này chị cũng nói là cái đơn này là chuẩn bị hoàn rồi đó, chuẩn bị hoàn trả lại bên Google Send các bạn ơi. Đúng là thật sự mà nói là một ngày thật sự mà rất là may mắn các bạn, mình nhận được cái mã pin này thật sự trong lòng mình rất là hạnh phúc. Thì hiện tại thì mình cũng chưa biết là làm gì với cái đơn này nữa. Thì về chắc có lẽ là trong cái mail mà bên Google Send gửi cho mình đó thì chắc có lẽ hướng dẫn. Thì bây giờ mình sẽ là cất cho thật kỹ các bạn ơi, và mình sẽ mang về nhà mình để mà mình tiếp tục cái công việc trong cái vấn đề này nha các bạn. Thì mình chạy một đoạn đường thì mình nhớ chực lại là mình cái lúc hồi nãy mình quay gấp quá đó các bạn. Mình quay giống như là quay trong cái hoàn cảnh nó hơi gấp rút nha các bạn nha. Cho nên là cái lời nói của mình đầu tiên thì mình cũng chưa có gửi cái lời chúc và cái lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Thì mình sẽ dừng xe lại một chút đây để mà mình nói với tất cả các bạn. Thì mình có được một cái ngày vui và một cái ngày thật sự mà hạnh phúc như thế này thì đó chính là cái công lao của tất cả các bạn rất là nhiều. Đó là tại vì
các bạn vào cái kênh của mình, đăng ký kênh mình thì các bạn xem được cái kênh của mình và đăng ký kênh của mình mới có được cái đủ cái số lượng người đăng ký và đủ cái số lượng giờ xem, cho nên là mình mới nhận được những cái lá thư này ở trên tay. Thì thật sự mà nói thì những cái video của mình nó toàn là người thật dược thật các bạn đó, mình không có sắp xếp cái gì hết, mình toàn là mình sống theo cái kiểu thuận theo ý trời đó. Thì hôm nay không biết là trời xui đất khiến gì mà cái tâm trạng của mình đó, hoặc là cái làm như mình có cái linh tính các bạn, mình có cái linh tính là cái thư này nó đã về rồi, nhưng mà mình không biết hiện tại là nó nằm ở đâu, không biết là nó nằm ngay khu vực huyện hay là nằm ngay khu vực vực xã hay là nó lạc mất đi đâu. Thì thật sự mà nói thì mình rất là lo lắng đó. Thì cũng nhờ bạn bè đó, trong đó thì có một người em làm bên địa chính xã, thì nói chung thì họ làm việc với nhau cùng chung một cái xã, thì họ sẽ có những cái mối mà liên hệ với nhau đó, cho nên là mình xin cái số điện thoại của cái chị nhân viên này, chỉ làm trong cái bưu cục của cái xã An Mỹ đó. Thì chị mới gọi điện là chị hỏi là tên gì đó, thì chị hổm thì chị cũng có một cái lá thư giống y như thế này, cũng Google Send gửi về đó, nhưng mà có người kia người ta ra người ta nhận rồi. Còn tại mình, cái thứ nhất nữa đó là mình không có thời gian, và cái thứ nhì nữa là cái sự bỡ ngỡ, không có hiểu biết các bạn, cho nên là dẫn tới cái tình trạng mà cho đến bây giờ ở trên tay mình mới cầm được cái lá thư này đó. Nhưng mà mình cầm được cái lá thư này, thật sự mà nói mình rất là hạnh phúc các bạn, có thể nói là rất là vui các bạn ơi. Không biết là cái kênh mình kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà cái lá thư này nó thật sự nó rất là ý nghĩa, giống như chúng ta là chính thức là thành một cái đối tác của lại một cái công ty lớn nào đó. Thật sự mà nói thì mình ở trên thế gian này các bạn, mình cũng giống như một hạt cát vậy đó các bạn, mình nhỏ giống như một hạt cát vậy đó. Nhưng mà có các bạn nè, rồi có bên Google Send nè, rồi có bên đội ngũ anh em YouTube, thì anh chị em mình đội ngũ YouTube thì cũng để mắt tới mình và quan tâm và hiểu những cái cách mà chia sẻ hoặc cái con người của mình để mà ban tặng cho mình những cái gì mà thật sự mà nói thì xứng đáng cái con người mình đã nhận. Tại vì cái kênh của mình thì mình làm rất là lâu các bạn ơi, mấy năm nay rồi đó. Nhưng mà chưa có được cái kết quả gì hết, thì cho tới ngày hôm nay thì cầm được cái lá thư này thì có thể nói là mình đã thành công được khoảng 70% các bạn, theo mình nghĩ là ước tính là như thế đó. Thì nói chung là cái điều hạnh phúc mà hôm nay thì mình không có diễn tả được đâu các bạn ơi đó. Thì qua cái video ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và các anh chị em bên đội ngũ YouTube, trong đó có đội ngũ bên Google Send đã tạo điều kiện cho Hoàng Tuấn bước vào cái cánh cửa YouTube một cái cách mà một cái thật sự mà nói trong một cái hoàn cảnh khó nói quá các bạn ơi. Phải nói là bây giờ chỉ nói là hạnh phúc thôi, chứ thật sự mà chẳng biết nói cái gì hơn nữa. Thật sự nó vui lắm các bạn. Thiệt bây giờ trong lòng mình nó vui mà có thể nói là mình không có diễn tả được. Mình không diễn tả được các bạn cái nỗi hạnh phúc thật sự mà nói khi cầm được cái lá thư của bên Google xin gửi, thật sự nó quá đổi là vui mừng. Đó, thì đường ở xã này về bên mình thì cũng khá là xa, đường thì cũng nhỏ xíu chứ không là các bạn ơi. Cho nên là mình không thể nào mình cầm một tay mà mình quay một tay được nha các bạn nha. Và trong khi mình chạy đó thì nó cũng chẳng có cái gì để mà cho các bạn hay ho để các bạn xem. Đó, thì bây giờ mình sẽ mang về nhà. À, thì mình sẽ nhập cái mã pin này vào nha các bạn nha, để coi cái cuộc đời của mình nó sẽ đi tới cái mức độ nào. Thì qua cái cuộc sống của mình và qua những cái lời lẽ chân thành của mình, thì mình cũng xin gửi đến tất cả các bạn một cái thông điệp, thì các bạn hãy luôn luôn sống chân thành, thì cuối cùng các bạn sẽ tìm được một cái điều chân thành. Là tại vì chỉ là có thể là lâu thôi các bạn, lâu hay mau thôi, nhưng mà sớm muộn rồi cũng tới đó. Mình đã kiên trì, rất là kiên trì, thì cho tới ngày hôm nay thì mình cầm được cái này trên cái tay của mình, thì các bạn cũng đã biết là mình sống thật, mình sống làm sao cho nó đúng với một cái tình người, thì cuối cùng mình sẽ nhận được các bạn, chứ không thể nào mà nó lạc đi đâu, mất đi đâu được các bạn. Nếu như mình không may mắn, cái con người mình không tốt, thì có thể là lá thư này trong vòng 1-2 ngày nữa thì nó sẽ trở về bên Google Send
thì mình sẽ công nhận được nữa. Thì lúc đó thì các bạn thấy nó rất là gối luôn đó. Nhưng mà thật sự mà nói thì mình rất là may mắn đó. Tất cả giống như một cái linh tính các bạn, giống như một cái linh tính trong đầu mình. Tuy rằng cái công việc của mình thì nó rất là bận rộn, nhưng mà mình có cái linh tính đó. Thì năm nay mình cảm thấy mình rất là may mắn. Nếu mà mình chờ thêm nữa thì năm tới mình không biết mình có được may mắn hay không. Cho nên là mình chủ động mình đi tìm cái thông tin để mà mình tìm cho bằng được cái lá thư này. Thì hôm nay mình đã cầm được trên tay rồi đó. Thì các bạn nào có thương mình thì hãy gửi lời chúc mừng cho mình nha các bạn nha. Và ngược lại mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Mình xin đội ơn các bạn luôn đó. Mình xin đội ơn các bạn rất là nhiều. Vì trong suốt cái thời gian qua mà các bạn đã ủng hộ cái kênh của mình và theo dõi cái kênh của mình trong suốt thời gian qua. Rồi thì cuối cái video này thì mình sẽ chạy về nhà nha các bạn nha. Và cuối video mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn và các anh chị em bên đội ngũ YouTube, và trong đó có đội ngũ bên Google Sense, đó xin cho Hoàng Tuấn gửi mình là một lời cảm ơn chân thành nhất và sâu sắc nhất. Đó, xin chúc cho tất cả mọi người là năm mới năm 2023 đó, có một cái sức khỏe thật là mỹ mãn và thành công trong cuộc sống. Gia đình luôn luôn an lành mỗi ngày, mỗi bữa, mỗi giờ, mỗi giây nha các bạn nha. Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn.